con chào ông ạ. Con bố Bợm đây à? Cho ông hỏi nhé, hai người ở trên lớp với cô lâu chưa con? Ông hỏi thế nó sợ đấy ạ. Nó không nói gì đâu ạ. Hôm qua con hỏi nó rồi, nó bảo hai người đó ở với cô giáo. Họ đưa cho nó mảnh giấy. Giấy à? Nó đâu? Đưa cho tao. Mày câm à? À con nhớ rồi ạ. Hình như tờ giấy đấy đưa cho Kiên ạ. Thằng Kiên à? Như vậy chắc chắn hai thằng này đã bị bọn thằng Kiên chém. Chúng mày còn ở bệnh viện không? Hỏi bọn thằng Kiên á, hai thằng bị tụi nó chém có phải là bọn trên lớp cắm bản không? Nhớ lục soát kỹ mấy thằng bị chém, xem có mảnh giấy nào hay không. Bằng mọi giá kiếm cho được mảnh giấy đó cho tao, rõ chưa? Ông hỏi con này, hai người đó nhờ con đưa tờ giấy cho ai? Dạ tờ giấy đấy con hình như hai người đấy nói tiếng Kinh, nó không hiểu gì ạ. Ô con mày biết đi. Dạ tao nghe đây. Này, mày xem thằng nào đỡ đau ấy, đưa số chỗ đánh hôm qua, tìm bằng được mảnh giấy có rơi ra hay không. Đưa chúng nó vào đây. Đại ca, em đưa chúng nó đến rồi. Cô giáo đây à? Đại ca. Mày nói tao nghe, hai thằng đó là thằng nào? Hiện đang ở đâu? Chúng tôi là giáo viên, ở đây để dạy học cho con cháu các ông. Các ông không được làm thế. Mày! Đại ca bình tĩnh, để em hỏi ạ. Hai cô nói đi, hai thằng mấy hôm vừa rồi ở cùng các cô là ai? Họ là giáo viên ở trường lao động cộng đồng, lên đây để làm đề tài khoa học. Nếu mà không tin chúng tôi, các ông về trường của họ ở dưới Hà Nội mà hỏi. Thế hai thằng đó là bồ các cô à? Ừ, đúng rồi. Mà từ hôm qua đến giờ, các ông cứ sùng sục tra hỏi chúng tôi về bọn họ. Bọn họ ở dưới Hà Nội lên thì có liên quan gì đến các ông cơ chứ? Hay là các ông làm điều gì mờ ám cho... Câm miệng! Đại ca, mày muốn bị đòn nữa à? Ông cứ bình tĩnh, nói chuyện như người lớn đi. Chúng tôi ở đây hy sinh tuổi xuân, cắm bản để dạy chữ cho con cháu các ông, nên các ông cư xử cho phải. Có gì thì từ từ nói. Hôm qua hai thằng đấy có đưa cho thằng A Lửa một tờ giấy. Thế trong tờ giấy đó viết cái gì? Đấy là giấy thông báo họp phụ huynh tôi đưa cho A Lửa. Không biết là cháu đã về đưa cho bố mẹ chưa? Cái gì? Họp phụ huynh? Thế có việc gì mà phải hẹn gặp? Dạo này A Lử có vẻ chểnh mảng trong học tập lắm, tôi thấy đáng lo, cho nên muốn gặp phụ huynh của cháu để trao đổi. Mày đừng ăn nói linh tinh. Chính thằng Lữ nói hai thằng đó đưa tờ giấy cho mày mà. Thì tờ giấy đó chính là do tôi viết mà. Lúc đấy anh ấy thấy tò mò cho nên lấy để xem rồi đưa lại cho thằng Lử mà thôi. Nếu mà các anh thấy không tin thì đi xuống dưới trường các anh ấy mà hỏi. Nghe nói trường đấy nằm ở quận Cầu Giấy đấy. Thế chúng nó xuống huyện chơi với ai? Xuống đấy thì ở đâu? Các anh ấy có nhiều bạn lắm, tôi không biết được. Với cả hôm qua hình như ở dưới Hà Nội có việc gì gấp, các anh ấy về Hà Nội rồi. Nó xuống huyện chơi với ai? Đọc tên cho tao nghe. Tôi làm sao mà biết được? Thế hai thằng ấy tên là gì? Nói mau! Hai anh ấy tên là Huy và Tuấn. Chúng mày gọi điện ngay cho chúng nó, xem chúng nó ở đâu. Từ hôm qua đến giờ tôi gọi điện nhưng mà có được đâu. Thôi bây giờ thế này, nếu mà có việc gì gấp thì các anh cứ đưa số điện thoại cho tôi, rồi khi nào các anh ấy về tôi gọi các anh lên để làm cho ra lẽ. Chứ bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết nói thêm cái gì cả. Các anh thả chúng tôi về được chưa? Đưa nó đi. Dạ. Mấy thằng kia, cho chúng nó về.